Đây là lúc anh em chúng tôi đi test đèn. Hôm nay là trời mưa. Đấy, kính đang rất là ướt này. Đấy, đây là cốt này. 4B Azum Omega Domax Laser. Đây là cốt này, đá pha này. Ui, anh em thấy không? Đây trời mưa nhá, trời mưa bị hạn chế rất là nhiều cái tầm nhìn ánh sáng của đèn, nhưng mà vẫn rất là sáng này. Kinh khủng không? Đấy. VinFast Lagada độ 4B Laser Omega Domax. Mưa quá. Đấy. Xe VinFast Lagada này đúng là cái gạt mưa nó rất là tồi. Kêu cột mà không sạch. Đấy, này. Cốt này. Đấy, pha. Đây là cái cam 360 trên cái màn hình Android Touchpad mà chúng tôi lắp đấy nhá. Để tôi tắt cái đèn màn hình đi, anh em sẽ thấy là bên ngoài đang tối như mực, đúng không? Bên ngoài đang tối như mực, mình đang không nhìn thấy gì. Đây, bật cam này. Mình bật cam lên. Đây là cam sửa bên trái này. Cam sửa bên phải này. Cam đằng trước nó đang bị mưa, đang có nước. Đấy, đằng sau này, anh em nhìn thấy. Đấy, cực kỳ sáng. Thế mà chỉ cần ra ngoài đường mà chỉ cần có một chút gọi là bổ trợ ánh sáng ấy, rất là nét. Đấy. Đấy. Đây, khi chúng ta di chuyển. Anh em thấy nhá. Phía trước đang không có một cái tí. Đây, cái cam trước này nó đang bị nước mưa. Đây, bây giờ tôi bật đèn lên này. Đấy. Đấy. Được không? Đấy, được chưa? Đấy, rất là nét. Trước khi ra xe ngoài kia thì tôi muốn giới thiệu đến anh em công việc ở xưởng SK Workshop. Đây, thường ngày anh em chúng tôi đang làm. Đây là chiếc Kia Carnival mới tinh. Đây thì chiếc này đang độ một dàn âm thanh hơn 100 triệu. Thực ra là tháo ra nhìn nó bé bét thế này thôi chứ còn dễ lắm. Những cái xe Hàn, xe Nhật tháo ra dễ lắm. Ốc bắn cái là ra thôi, nhấc ra cả cụm luôn chứ không có nhiều chi tiết nhỏ nhỏ xe VinFast. Ở phía sau này là chiếc xe VinFast Lux SA. Đây là VinFast Lux SA anh em nhé. Anh em chúng tôi đang lên cái bản President. Đây, lên bản President. Thay hết các nẹp rồi là lên màu President. Kể cả cái thanh giá nóc này cũng President luôn này. Đấy, thì cái xe này xong tôi sẽ có một video cụ thể để gửi đến anh em. Đấy, toàn bộ nẹp nước chúng ta thay hết bằng cái màu vàng đồng cái này. Đấy. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ở bên kia đường. Mưa quá, mấy hôm nay thời tiết Hà Nội mưa lắm anh em ạ. Chưa rửa được xe cho khách. Con này mai giao thì sáng mai tôi sẽ cho đi spa dọn rửa. Thì chiếc xe này chúng ta làm cái gì? Chúng ta độ đèn. Chúng ta sử dụng hai cặp đèn Azum Omega Domax, Laser Omega Domax. Đấy, hai cặp này là 31 triệu. 15 triệu rưỡi một cặp. Hai cặp là đi 31 triệu. Đấy. Cái chiếc xe này ngoài ra thì còn dán phim cách nhiệt 3M. Phim 3M tốt lắm anh em ạ. Kính trước và hai sườn trước này chúng ta sử dụng mã CR, những mã tốt nhất của 3M. Từ đằng sau này trở đi thì yêu cầu của anh khách là anh ấy muốn dán tối toàn bộ. Dán đen nên tôi sử dụng cái mã IR đen nhất, IR15 đen nhất để dán phía sau cho nó mát. Ngoài ra chiếc xe này còn độ thêm cái nữa là cam 360. Tôi đang thu ngoài đường nên ra là hơi ổn, anh em thông cảm nhé. Đây là cam 360. Xe này là bản pre đã có cam 360 rồi, nhưng mà cam 360 rất là mờ. Đây. Đây là cam 360 mà chúng ta thêm vào trong xe. Thì cam 360 này có kèm theo ở trên cái bộ màn hình Touchpad 13 inch. Thì bây giờ lên xe tôi sẽ giới thiệu đến anh em. Đây, đây là giao diện của cái màn hình Touchpad khi mà chúng ta khởi động lên. Đúng là ngày trước là màn hình dọc, bây giờ thành màn hình ngang và là màn hình Android. Là một cuộc cách mạng đấy. Anh em làm ra được cái màn này cũng mất rất là nhiều thời gian công sức, tính bằng năm đấy. Đấy, đây là cam 360 mà khi chúng ta lên xe thì nó sẽ quét xung quanh như thế này. Đấy, quét xung quanh như thế này. Đấy, sau đó lên màn hình cực kỳ nét 2K. Sử dụng hết Android, tất cả các phím điều hòa thì bây giờ ta sẽ sử dụng bằng cơ hết rồi. Đây, bên này là thay đổi bằng đây, thay đổi gió này. Đây, đấy, ấn đây cái thì thay đổi nhiệt độ. Đấy, ấn vào cái nữa thì ta thay đổi. Đây, ấn cái nữa thì thay đổi chế độ. Đấy. Những cái thông số gió hướng nào thì ta bấm ở đây hết, sấy rồi khóa rồi các thứ là thay hết bằng phím đây rồi. Đấy. Đấy. Điều hòa gió rất là to. Ok. Để gió 2 thôi.
Cái bên này thì sẽ điều chỉnh là âm lượng của màn hình, cái dưỡng này. Nói chung là để mà chê thì tôi chỉ chê cái chỗ điều hòa này, này, cái chỗ khung điều hòa này nó đang hơi lỏng, vì cái dưỡng này là dưỡng anh em in 3D chứ không phải làm khuôn. Thế nên ra là cái chỗ này nó đang hơi lỏng một tí thôi, nó đang không có khóa để đỡ. Đấy, thế thôi, chứ còn những cái khác thì cũng đồ hoàn thiện rất là ok. Cam 360, đặc biệt cam 360 rất là nét. Ban đêm rất là nét. Đây, chúng ta cảm ứng hết trên màn hình. Đây là cam trước, cam sau. À, tôi đang mở cửa bên kia thì nhìn nó sẽ thành ấy. Đây, màn hình xe nói chung là nét lắm. Cam trước, cam sau rất là nét. 2D, 3D đủ hết. Đây, hay lắm. Đây, rất là nét. Ngoài ra thì anh em biết rồi, màn hình Android thì có đầy đủ mọi tính năng rồi. Có lắp được app swap lốp trên màn hình Android, rồi là Vietmap Lite, rồi là cắm sim 4G, rồi là vân vân, đủ mọi thứ, rất là hay. Đấy là cái con xe VinFast Lagoda này, anh em, anh chủ này anh vừa mua mới xong thì mang về đây để độ lên những cái như này. Xe này bản pre hai ghế là hai ghế điện rồi, không có gì để độ, và một dàn âm thanh nữa. À, nói đến âm thanh lại nhớ con màn hình TechPass, xin lỗi, con màn hình TechPass này nó có ngõ ra âm thanh rất là hay. À, nhưng mà anh em lên màn hình này và anh em đổ thêm dàn âm thanh khoảng độ 70-80 triệu nữa thì lên một dàn cũng rất là ok rồi. Có âm ly, có USB, có sắp gầm, có sắp hơi. Nói chung là lên một dàn khoảng độ 70-80-100 triệu nữa. À, nghe rất là ok, và nghe trực tiếp từ màn Android này cũng được, với chất lượng ra âm thanh rất là tốt, nó có một ngõ ra rất là hay. Đấy. Nói về cái vụ đèn thì đấy, tôi có cái video tôi test đèn lúc đi mưa đấy. Tối hôm qua khi làm xong thì tôi ra ngoài trời mưa tôi test đèn. Thì anh em xem nhé, tôi có chám một đoạn để cho anh em xem là lúc mình đi trời mưa với lại lúc mình đi ban ngày, lúc là đây, bây giờ là thời tiết bên ngoài đang rất là sáng này. Anh quay phim quay phía trước thì đèn đang sáng lên này. Đèn cốt đang sáng đúng không? Ta bật pha, nó sáng như thế này cơ mà. Rất sáng, 4 bi laser này nó đã rất là sáng, thực sự. Không biết tả thế nào nữa, nhưng mà anh em nhìn thực tế rất là sáng. Và cái đoạn video tôi chám này anh em xem đấy, thì đấy, ở buổi tối không nhìn thấy gì, hoặc là đi trời mưa chúng ta bật đèn lên nó sáng lắm. Rồi, một video ngắn để gửi đến anh em trong những cái ngày mà thời tiết Hà Nội đang rất là mưa nồm ẩm ướt. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.